Xin giới thiệu với các anh chị một sản phẩm mới bên em mới nhập về, đó là tượng mèo ngồi quẩy đuôi cầu tài. Tượng được các kỹ sư nước ngoài thiết kế với chất liệu lông mèo thật, giống tới 99,9%, không phân biệt được đâu là mèo thiệt, đâu là mèo giả nha anh chị. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần gắn pin vô là cái đuôi nó tự quẩy nha anh chị. Sản phẩm này đang bán rất chạy, 500 cành tụi em sale còn 200 cành. Anh chị chỉ cần chuyển khoản cho tụi em trước một nửa, sau đó sẽ nhận. Trời ơi, xém xíu có tiền ăn Tết rồi. Đấy mà là Trang, tượng nó thương nhiều lắm mới theo nó về. Mấy ngày đầu phá như giặc thì nó đâu có đánh gì đâu, nó còn cho ăn ngon rồi nữa. Tự dưng bữa nay nãy xung bà khỉ thì sao, mới phá chút xíu mà nó đề đầu nó uống như đuổi luôn à. Rồi nó mắc phẹt đứng đầu cả buổi. Nãy mà thiệt là thường cho có số phận thằng chó tôi ghê luôn á. Buồn hết sức buồn luôn à. TikTok giờ xịn đến mức có cả filter cho thú cưng các bạn ạ. Nhìn nhá, mặt mình rất bình thường đúng không? Nhưng mà đây là mặt con trai tôi. Ui, nhìn con này các ơi, nhìn mặt con này các. Ôi, chúng ta có gì đây? Đây là một Neko-chan. Một Neko-chan. Neko-chan. Neko-chan à. Ở kìa, Neko-chan. Đứng lại nào, tiểu mỹ nhân. Xin giới thiệu với các anh chị một sản phẩm mới bên em mới nhập về, đó là tượng mèo ngồi quẩy đuôi cầu tài. Tượng được các kỹ sư nước ngoài thiết kế với chất liệu lông mèo thật, giống tới 99,9%, không phân biệt được đâu là mèo thiệt, đâu là mèo giả nha anh chị. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần gắn pin vô là cái đuôi nó tự quẩy nha anh chị. Sản phẩm này đang bán rất chạy, 500 cành tụi em sale còn 200 cành. Anh chị chỉ cần chuyển khoản cho tụi em trước một nửa, sau đó sẽ nhận. Trời ơi, xém xíu có tiền ăn Tết rồi.